Bạn có biết người nguyên thủy chụp ảnh thế nào không? Đầu tiên là dùng đất sét chét lên mặt, sau đó cầm tảng đá lên rồi đập cái bẹp. Thật là một bức ảnh đầy cảm xúc giang ngô lẫn lộn. Còn đây là kính dâm theo phong cách người cổ đại. Vừa đi vừa khen đeo cái kính này không thấy gì thì ngã mẹ luôn xuống vực. Chưa hết là ở thời tiền sử người ta còn chơi tung đồng xu thế này đây. Và cái gia đình cực lầy lội ấy được gọi là nhà cờ rốt. Bọn họ sống trong một cái hang động từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, và cho đến khi nhà hàng xóm đầu hói bị voi ma mút dậm chết, nhà tóc xương sang chảnh thì bị mũi khổng lồ xiên, nhà mũi đỏ thì bị rắn nuốt mất tiêu, và thậm chí là đi bụi do bệnh cúm Covid. Thế nhưng gia đình nhà cờ rốt vẫn còn khỏe mạnh đều là vì họ có một người bố vô cùng cục xúc và bị nghiện hang động. Cứ có nguy hiểm hay không ổn là sẽ dẫn cả nhà trốn trong hang động cả mấy ngày liền. Đến hôm nay chắc là khoảng một tuần rồi họ mới ra ngoài. Người bố vừa ra khỏi hang đã khua tay múa chân để đuổi bọn chó thần lằn. Sau khi xác nhận cả nhà đều ok thì bọn họ bắt đầu ra trận. Mục tiêu của bọn họ lần này chính là quả trứng kia, để xem ai là người dẫn đầu đi ăn trộm, vẫn như cụ cứ lấy mẹ vợ mà ném lên trời. Là cắm đầu thì khỏi phải nói nữa, là thằng con trai hôm nay đi lấy. Thế là cậu con trai thun đành phải lấy bản mặt ngơ ngác ấy mà đi lấy trứng. Ký Hửng vì sao dễ quá vậy thì đã bị ăn húc mà bay đi mất tích. Thấy quả trứng bị con chim cướp lại, người bố liền hét lớn đóng cửa thả chó. Còn Út San đi thích cắn người lập tức được thả xuống đuổi theo. Người mẹ cũng nắm bắt thời cơ rồi nhảy lên đầu con chim. Ai ngờ mấy con chuột đuôi cũng ham hồ liền hẫng tay trên. Thế nhưng bọn nó lại gặp phải bà ngoại, với cây đả cầu bổng trên tay bà ấy cứ thế đập mấy con chó ẳng ẳng. Ai ngờ lại bị chính bộ đồ đang mặc bán đứng. Quả trứng cũng bị nó đưa đẩy như siêu sao bóng đá. Nó chưa chạy được bao xa thì bị một tia chớp ở đâu phóng đến. Con gái ép đã lấy lại quả trứng thành công rồi ném lại sang cho bố mình. Thế là với sự phối hợp cực kỳ ăn ý mà nhà cờ rốt đã có thức ăn. Còn một húp mẹ, một húp bà ngoại, một húp. Đến khi tới người bố thì chỉ còn đúng một giọt. Người bố sau đó lấy tay để đo chiều cao của mặt trời. Thấy mặt trời sắp xuống núi nên cả nhà lại quay trở về hang. Chỉ có con gái ép ghét bóng tối nên vẫn rất quyến luyến. Cô mơ ước một ngày cả gia đình mình có thể được sống dưới ánh mặt trời xinh đẹp. Khi trở về cô ấy còn hỏi bố cuộc sống trong hang như thế này. Sống như thế này có còn gọi là sống không? Cả nhà nghe xong ai nấy đều ngao ngán vì ép đã hỏi cả trăm lần rồi. Ông cờ rốt giận dữ nhưng không thể lớn tiếng trách mắng. Thế nên ông ấy lại kể câu chuyện về sự tò mò dẫn đến cái bẹp. Hy vọng khi làm như thế sẽ khiến các thành viên trong nhà sợ hãi. Đương nhiên ông ấy làm vậy đều là vì muốn bảo vệ cả nhà mình. Sau đó họ cùng nhau tụng lại một chỗ. Lúc này người bố vĩ đại cũng thể hiện tình yêu lớn lao của mình. Tuy cục xúc nhưng luôn yêu thương gia đình. Đến tối ép bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Đột nhiên một luồng sáng chiếu vào bên trong hang động. Đó là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy ánh sáng vào ban đêm. Cô ấy cố gắng bắt lấy nó, thậm chí cả trong mồm thằng em cũng bị bới một lượt. Thấy ánh sáng kia rời khỏi ép cũng liều mạng đuổi theo. Ép bất chấp lời dặn không bao giờ được ra ngoài vào ban đêm. Cô ấy nhanh lẹ chạy đến hướng có ánh sáng. Phía trước bỗng hiện bóng của một con quái vật nhìn giống lợn. Ép liền ném một cục đá dội vào vách tường để đuổi nó đi. Ngay khi thấy cái bóng biến mất, ép liền lấy dũng khí leo lên. Chỉ thấy ở đây có một ngọn lửa mà đối với cô thì nó quá xinh đẹp. Ép chăm chú say mê mà không biết rằng ở đằng sau lưng mình có quái vật. Quái vật này có mô phỏng y hệt động tác của cô ấy. Ép cảm thấy sai sai nên vật luôn con lợn hai chân xuống đất. Định bồi thêm cho nó cục đá nhưng lại nhận ra đó là một con người. Đã vậy còn là trai đẹp khiến ép thẫn thờ nên thả cục đá luôn lên chân con người ta. Ở thời nguyên thủy gặp được người khác đúng là không thể bất ngờ hơn. Anh chàng ấy là Huy và rất có hiểu biết về kỹ năng sinh tồn. Trên hết là anh ta hiện đại có cả cái nịt bằng con lười. Sau khi quen biết nhau rồi, Huy nói với ép rằng thế giới sắp diệt vong. Sẽ có một trận động đất cực lớn diễn ra. Nhưng có một nơi có thể giúp họ sống sót qua thảm họa. Vậy nên hãy đi cùng tôi đi. Nhưng ép không tin, nhưng trên hết cô còn có gia đình mình. Huy hiểu được nên cũng không cưỡng ép, còn tặng cho cô một cái vỏ ốc. Nếu nguy hiểm cứ thổi nó lên, khi tôi nghe được sẽ đến cứu. Nói xong thì Huy cũng lặn mất tăm không còn dấu vết. Khi về đến nhà, ép liền kể lại chuyện bản thân đã gặp người lạ cho gia đình nghe. Nghe đến thứ mới và lạ thì cả bọn liền sồn sồn cả lên. Ép liền lấy ra một cái vỏ ốc để thổi, nhưng chưa kịp thì ông cờ rốt đã gạt nó xuống. Cô ấy nhặt lên những mảnh vỡ mà chỉ muốn quan hệ mẫu thân với cuộc đời. Đến giận cũng rất ra dáng người tiền sử, cứ dẫy đành đạch như khỉ. Đúng lúc này thì lời Huy nói đã bắt đầu có hiệu lực. Cả sơn động lắc lư đi kèm là động đất. Người bố vào lúc nguy hiểm liền lấy cơ thể để che chắn cho gia đình. Trận động đất đã làm cái hang của họ tan nát. Ai nấy đều vô cùng buồn bã cho đến khi họ nhìn về phía trước. Mà bên đó đẹp hơn cái sơn động tối thui của họ khiến hai mắt của ép sáng rực. Ép như người nghiện thấy đồ dùng học tập liền nhảy đến nhưng bị người bố túm đầu. Trong tiềm thức của người đàn ông, trụ cột phải đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Cờ rốt cho rằng tất cả mọi thứ mới đều là không tốt và cái thế giới kia cũng thế. Nhưng người tính không bằng trời tính. Phía sau lưng họ bỗng xuất hiện một quái thú cứ đuổi theo để cạp cạp. Người bố vì không còn cách nào khác liền bế theo cả nhà nhảy xuống thế giới mới. Nơi đây có rất nhiều thứ mà họ chưa từng nhìn thấy. Đầu tiên là một đàn chuột giống như voi thu nhỏ. Tiếp đến là một đàn cú có hình trái bầu. Cuối cùng là một đàn khỉ nhiều màu có bắp tay to. Người bố nhìn thấy bọn nó thì liền bảo để bố mày lo. Sau đó lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Chỉ thấy con khỉ phun một miếng nước bọt rồi vào một cái bạt tai. Cứ thế mà người bố bị bọn nó đấm không trượt phát nào. Người nhà bên cạnh lại còn cổ vũ hùa giúp một tay.
Bọn khỉ đang bắt nạt cà rốt ngon lành thì lại bị delay vì sau lưng bọn họ có một con hổ mèo. Nó không những to lớn dữ tợn mà đầu óc cũng rất nhạy bén. Ông bố lấy đá ném qua nhưng nó chụp cái nhẹ. Nó tiếp tục bước đến và dồn nhà cà rốt vào đường cùng. Bế tắc nên họ đành leo lên một cái cây, nhưng đây cũng là một sinh vật. Nó đưa gia đình cà rốt lên một cánh đồng rồi vứt bọn họ ở đây. Gần đó có một hang động nên hội cuồng hang liền chui vào. Méo thể ngờ cái hang này tự đóng cửa lại còn có cả lưỡi. Nó chính là một con cá voi cạn. Cả nhà ai nấy đều bị nó phọt văng lên trời. Con hổ mèo ở phía xa rình rập đột nhiên hải quay xe bỏ chạy. Lúc này mặt trời đang xuống núi để báo hiệu bóng tối bao phủ. Mấy con cá voi cạn cũng rất nhanh đóng cửa tắt điện. Bởi vì bây giờ là lúc đi săn của một loài động vật rất nguy hiểm. Mấy con chim đỏ từ dưới đất bay lên hàng loạt. Số lượng khủng bố hệt như một cái thảm máu khổng lồ. Cảnh tượng này cờ ngốt nhìn thấy rất đẹp. Cho đến khi đàn chim thịt mẹ mất tiêu con cá voi dưới đất. Mục tiêu tiếp theo của bọn nó là đám người tối cổ phía dưới. Ép phải nói là vô cùng liều mạng nhưng cũng vô cùng sáng suốt khi thổi tiếng tù và. Rất may từ Sawi đã nghe thấy tiếng cầu cứu. Lập tức một tay ôm gáy, một tay cầm đuốc giơ cao đuổi hết đám chim hồng. Ép say đắm nhìn chàng trai vừa bảo vệ mình. Thấy cảnh này người bố liền trìu mến ông Huy một cái ngất mẹ luôn. Và cậu ấy không biết được rằng ngọn lửa kia để lại cho nhà cờ rốt thực sự là một thảm họa. Người mẹ như bị thôi miên cứ nói ngọn lửa là một đứa bé muốn ôm bằng được. Thế vậy người bố liền đưa chân ra ngăn cản, ai ngờ thứ này nóng vãi linh hồn. Nóng quá nên bà nội há mồm ra đớp rồi khạc lên đít thằng cháu. Người bố lại còn chu đáo nhắc nhở trước mặt là một bãi cỏ khô. Cái gì mà dùng cỏ khô dập lửa, chỉ thấy rõ ràng là đang phóng hỏa đốt rừng. Huy tỉnh lại mà không tin được vào mắt mình. Ngay sau đó một quả bắp khổng lồ phóng thẳng lên trời, tạo thành một màn pháo hoa đẹp mắt và kết thúc bằng một cơn mưa bắp giang. Cả nhà đốt trụi cả khu vực này và được một bữa ăn no nê hi hi. Huy đương nhiên là hết hồn con trồn với đám người cục xúc này rồi phải chạy thôi. Thế nhưng chưa được bao xa đã bị ép túm lại. Sau một hồi gia đình cờ rốt bàn bạc thì liền bắt cóc Huy vào trong một cái gốc cây. Này thì giỏi dùng lửa giỏi ngăn cản đám thú rừng với chúng tôi. Thế là Huy bây giờ như một cái hộp quẹt chạy bằng cơm. Phải đi phiêu lưu cùng nhà cờ rốt cho đến khi họ tìm được một cái hang động mới. Chỉ thấy suốt đường đi nhà cờ rốt nói nhiều vô cùng. Họ phiền phức đến nỗi chó cũng không mở nổi. Mà tệ hơn là rơi cũng đâm vào tường tự sát. Họ đi mãi rốt cuộc cái bụng cũng kêu cho bố mày ăn với. Bà nội không chịu nổi nữa liền muốn làm thịt cái nịt của Huy. Chỉ thấy nó rút ra một con dao sáng bóng. Lúc này vừa hay trước mắt lại là một con chim. Nghĩ đến chứng người bố lại rủ con trai đi ăn trộm. Từ góc nhìn của Huy mà nói thì cậu không thể hiểu hai người kia đang làm cái gì nữa. Chỉ thấy sau khi bị con chim kia đánh đập thậm tệ, ông cờ rốt mang về một con bọ cạp gớm ghiếc. Vì đang đói mà cả nhà ăn nó không khác gì đang ăn tôm hùm. Huy thấy gia đình này hơi bị man dợ nhưng cũng có chút đáng thương. Thế là cậu ấy liền xin ép thả mình ra ngoài để giúp cả nhà tìm thức ăn. Họ cùng nhau làm ra hình động của một con chim cái rồi cùng nhau diễn. Đến lúc cao trào liền nghĩ ra một quả trứng làm con chim được hết chịu nổi. Nó chạy đến rồi quá đen phải trả giá vì đã bị con chim giả chân kia mê hoặc. Nhưng nhà cờ rốt vì thế mà được một bữa thịt chim nướng no nê. Nó ngon kinh khủng đối với gia đình bọn họ. Nhưng đối với Huy thì ăn thế này cũng quá đáng sợ rồi. Sau khi cả nhà ai đấy đều no căng cái bụng thì Huy cũng bắt đầu kể chuyện. Nói về vùng đất hứa mà nó hay hơn câu chuyện hang động mà người bố kể a hi hi. Nhìn cái ánh mắt niềm nở của ép là biết cô nàng đã bị Huy khuất phục. Trên đường đi tìm hang họ vô tình đi đến quặng san hô. Tại đây toàn đá nhọn nên đi chân đất như bọn họ đúng là thúng tới háng. Thế nên Huy đã tận tình làm cho họ mấy đôi dép. Thun thì được hai con cá thích nhé không lo đói bụng a hi hi. Bây giờ khi họ gặp lại đàn khỉ thì không cần cờ rốt phải ăn đấm nữa. Biết khỉ thích chuối nên Huy tặng riêng cho người bố một quả. Họ tiếp tục đi qua vách núi bằng một cái cà kheo để tránh con hổ mèo. Thấy con gái với bồ nó bán cơm chó mà người bố ngứa mắt. Vừa đi vừa khịa con hổ cuối cùng lại bị nó đấm cho. Trời mưa thì Huy lại sáng tạo ra dù. Chỉ thấy người bố giật cây dù thì lại bị sét đánh. Vì cái đầu thiên tài và sự tốt bụng của Huy mà cả gia đình càng ngày càng thích cậu ấy. Chỉ có một người là đang rất không vui. Ông cờ rốt cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Để chứng minh bản thân và lấy lại vị trí trụ cột gia đình, ông ấy qua một đêm vậy mà đã trở thành một nhà bác học. Phát minh ra cái bập bênh mà trải nghiệm của nó thì đúng là ôi thôi. Là một người đàn ông trụ cột thì đương nhiên là phải có dây nịt xịn. Muốn vòng eo nhỏ cỡ nào cũng có thể. Đây là phương tiện di chuyển mới giúp mọi người đi nhanh hơn. Có khi đi rồi lại chân không chạm đất luôn ấy chứ đùa. Tiếp đến là phát minh được gọi là chụp hình. Đầu tiên là chét đất sét lên kỹ kỹ một xíu. Sau đó đập cái bẹp vào mặt của người mẫu đẹp chưa. Còn phải kể đến phát minh không ai hiểu nổi này được gọi là hang di động. Cũng méo hiểu kiểu gì con thú chui vào lại vừa khít như nhà nó. Đúng vậy, đã bộ là thứ tuyệt vời mà tạo hóa đã tặng cho con người. Đáng tiếc là không phải ai cũng có thứ đó. Cờ rốt nghe xong không hiểu sao lại nổi điên cứ thế mà đuổi theo Huy. Mà Huy cũng không hiểu sao mình phải chạy. Cứ thế cờ rốt đuổi theo Huy rồi cả hai dính luôn vào một dòng sông hắc ín. Tại nơi này Huy kể rằng bố và mẹ của cậu ấy đã mất cũng là vì rơi vào dòng sông này. Thế nhưng dù bọn họ có gặp nguy hiểm thế nào và tử vong ra sao, thì họ vẫn luôn nhắc nhở Huy phải đối mặt với mọi khó khăn và sẵn sàng thích nghi. Người bố nghe xong mặc dù không hiểu hết toàn bộ nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khó nói nên lời. Sau đó ông ấy khích lệ Huy sử dụng cái thứ mà cậu ấy đã vẽ trong đầu. Mà con người rõ ràng cứ cái gì càng khó thì lại càng khôn. Họ nhờ con lười phối hợp làm ra một con hổ cái.
Sau đó diễn lại một màn công chúa muốn hoàng tử cứu. Thế là bọn họ đã thành công được nó kéo ra ngoài. Còn hổ thấy mình bị lừa định lao đến tấn công, nhưng lại bị dính vào hồ Hắc Yến rồi bị đẩy văng ra xa. Cả gia đình lúc này đi tới thấy cờ rốt và quy trở nên hòa hợp. Họ thực sự đã rất ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì thảm họa lại xuất hiện còn mạnh hơn gấp mấy lần. Họ nhanh chóng chạy về phía trước nơi mà Huy gọi là ngày mai. Nó thực sự là đẹp đến kinh ngạc không khác gì thiên đường. Trong lúc họ còn đang say mê thì động đất đã bắt đầu chia cắt lục địa. Ai nấy đều cố gắng lao nhanh về phía trước nhưng đã quá muộn. Thảm họa đã khiến mặt đất bị chia cắt ra làm hai bằng một cái vực dung nham. Từ thiên đàng họ lại rơi xuống đáy tuyệt vọng. Đến cả chàng trai tài giỏi cũng không khỏi hoảng loạn mất bình tĩnh. Người mẹ nói rằng bọn họ nên quay lại cái hang gần đó. Nhưng ông Cờ Rốt cứ thẫn thờ giơ năm ngón tay lên trời hệt như động tác ép từng làm. Ông nghĩ đến lời nói của Huy và hành trình phiêu lưu của bọn họ. Sự tuyệt vời của con người là thích nghi và không ngừng bước tiếp. Vùng đất phía trước vẫn còn đang chờ bọn họ đến chinh phục. Ông ấy nói với cả nhà rằng từ nay sẽ không còn bóng tối, không còn sợ hãi và không còn nghiện hang động nữa. Bản thân ông ấy tự nhận mình không thông minh như Huy, nhưng Cờ Rốt tự tin sức mạnh của mình có thể ném bọn họ qua bên kia. Ông ấy biết bọn họ rất khao khát được sống dưới ánh nắng mặt trời. Nhìn thấy bản lĩnh của Cờ Rốt mà Huy như được tiếp thêm động lực. Cậu ấy bước ra và tình nguyện đi trước dò đường. Ông Cờ Rốt liền dùng hết sức lực ném Huy về phía đối diện. Không lâu sau phía trước phát ra tín hiệu. Sau đó con trai Thun rồi đến người mẹ rồi đến con gái út mẹ vợ rồi cuối cùng là đến Ép. Cô không muốn bố phải ở lại đây một mình. Ép xin lỗi vì sự nông nổi và ngang bướng trước đây của mình. Cô ấy muốn được bù đắp cho bố. Nhưng người bố nói rằng mình mới là người phải bù đắp cho cô. Cả hai bố con ôm nhau một cái vô cùng cảm động. Cờ Rốt đặt tên cho nó là cái ôm của bố. Cũng chính là cái ôm đầu tiên của nhân loại. Dù là người tài giỏi xuất chúng đến mấy cũng không thể phát minh ra, vì nó chỉ tồn tại trong tình yêu nhân loại. Ngay khi người bố vừa dứt lời bố yêu con thì mặt đất đã vỡ ra. Người bố nhanh chóng vứt con gái qua bên kia, còn bản thân mình lập tức bị một cơn sụp đổ bao phủ. Ông ấy tìm thấy một hang động rồi tạo ra lửa theo cách Quy đã dạy. Cờ Rốt hưng phấn muốn nói với người nhà nhưng rồi ông ấy hoàn hồn nhận ra nơi này chỉ có một mình. Vì thế Cờ Rốt lại lấy đất sét mà vẽ lên tảng đá, vẽ cậu con trai ngờ nghệch nhưng hiền lành, vẽ vợ và con gái út cùng mẹ vợ, còn có cả Huy và Ép đang nắm tay nhau. Sau đó khoanh một vòng tròn lớn như bản thân mình đang ôm bọn họ vậy. Đúng lúc này sau lưng của Cờ Rốt xuất hiện một con hổ. Ông ấy sợ lắm nhưng lại nhận ra con hổ sợ bóng tối nên chỉ đến đây để tìm sự ấm áp. Cờ Rốt trong lúc cô độc lại vô tình có duyên với nó. Đúng lúc này tiếng tù và vang lên khiến ông ấy lo lắng, nghĩ rằng gia đình mình đang gặp nguy hiểm, nhưng cái vách núi xa nhường ấy thì làm sao mà qua đây. Cờ Rốt vắt óc suy nghĩ rồi mới biết cái khó lo cái khôn. Trong đầu ông nảy ra một ý tưởng đầy sáng tạo. Đầu tiên là dùng hắc yến bôi lên xương cá voi, sau đó đi chọc kẹo đám chim đỏ ăn thịt tến. Chúng ngay lập tức đuổi theo mà dính vào nhựa đường. Cái khinh khí cầu đầu tiên đã ra đời từ đây. Khoảnh khắc khi cơn địa chấn nổ ra thì Cờ Rốt đã kịp bay đi. Cả nhà còn đang thổi tù và để tưởng nhớ người cha đã khuất, chỉ thấy khinh khí cầu của Cờ Rốt lững thững xuất hiện. Cờ Rốt vơ lấy một khúc xương sẵn sàng bảo vệ gia đình, nhưng hóa ra bọn họ không hề làm sao cả. Ép sung sướng ôm lấy bố. Bọn họ đã có một cái ôm gia đình, bây giờ còn có thêm thành viên mới. Cờ Rốt cũng giới thiệu với gia đình về con pet mới dễ thương. Cứ thế gia đình Cờ Rốt bước về phía vùng đất mới với ánh nắng rực rỡ và thảm cỏ xanh bát ngát, cùng nhau chét đất sét lên mặt rồi làm cái bụng. Thế là bức ảnh selfie gia đình đầu tiên của loài người xuất hiện. Bộ phim đến đây cũng là kết thúc. Mình là bà 8 Review, chúc các bạn có một ngày an lành.